Thưa quý vị và các bạn, bất chấp những khó khăn do tình hình dịch bệnh bùng phát, xuất khẩu gạo những tháng đầu năm 2021 có nhiều những tín hiệu tích cực cả về số lượng lẫn giá trị nhờ vào tận dụng triệt để cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do. Mới đây, 60 tấn gạo thơm thượng hạng của Việt Nam đã lần đầu tiên được nhập khẩu vào Anh theo hiệp định thương mại tự do Anh-Việt Nam. Hiện nước Anh đang áp dụng mức thuế nhập khẩu gạo thơm Jasmine là 17,4%. Tuy nhiên, theo hiệp định UK-VFTA, gạo thơm Việt Nam chất lượng cao vào thị trường này được miễn thuế nhập khẩu. Những năm trước, xuất khẩu gạo nước ta sang Anh có mức tăng trưởng tốt, nhưng do phải chịu thuế cao nên sức cạnh tranh yếu, giá trị chưa cao. Bắt đầu từ năm nay, gạo xuất khẩu sang Anh được giảm thuế về 0% và không có giới hạn về hạn ngạch, sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của gạo Việt so với các đối thủ. Trước đó, ngay những ngày đầu năm mới 2021, lô hàng 1.600 tấn gạo của nước ta đã có mặt trên kệ hàng tại Singapore và Malaysia với mức giá kỷ lục lên đến 750 đô la Mỹ một tấn. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2020, xuất khẩu gạo vào EU không chỉ giữ được đà tăng trưởng về lượng, mà giá xuất khẩu đạt mức cao, tạo được uy tín và chỗ đứng tại châu Âu. Trong năm 2021, trong khuôn khổ FTA Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu, các quốc gia thuộc khối này đã cam kết dành 10.000 tấn gạo hạn ngạch thuế quan cho Việt Nam. Và nhờ những nền tảng quan trọng từ các FTA, nhất là EVFTA, xuất khẩu gạo năm 2020 đã cán đích 6,15 triệu tấn với trị giá 3,07 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, nước ta xuất khẩu 6,15 triệu tấn gạo tương đương với 3,07 tỷ đô la Mỹ. So với năm 2019 thì lượng gạo xuất khẩu giảm 3,5% nhưng giá trị thì lại tăng tới 9,3%. Gạo xuất khẩu của Việt Nam tại nhiều thời điểm đã vượt qua cả gạo của Thái Lan và Ấn Độ, vươn lên vị trí cao nhất. Điều này càng cho thấy việc đột phá từ chất lượng đã đưa thương hiệu gạo của nước ta lên một tầng cao mới. Vậy trong năm 2021 này thì gạo Việt Nam liệu có tận dụng được những hiệp định tốt thương mại trước những bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Bích, chuyên gia nghiên cứu lúa gạo. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn chuyên gia Nguyễn Đình Bích đã tham gia cuộc trao đổi của VTC16 ạ. Nhiều ý kiến nhận định rằng trong năm 2021 chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để xuất khẩu gạo. Ông có đồng tình với nhận định này không và dựa trên cơ sở nào ạ? Theo ý kiến của riêng tôi ấy, thì xuất khẩu gạo trong năm 2021 sẽ vừa có những cơ hội nhưng cũng có những cái thách thức. Trước hết nói về cơ hội ấy, thì chúng ta biết là chúng ta đã ký được cái hiệp định thương mại với Anh. Trước đó một thời gian ngắn là với Liên minh châu Âu. Đây là hai cái thị trường trong những cái năm qua chúng ta đã xuất khẩu gạo sang đây. Tuy nhiên với những cái FTA thì chúng ta được hưởng cái lợi thế về thuế quan. Cho nên cái sức cạnh tranh của gạo Việt Nam ở tại các cái thị trường này sẽ cao hơn so với trước đây. Tuy nhiên năm 2021 theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ấy, thì lần đầu tiên sản lượng gạo thế giới vượt qua ngưỡng nửa tỷ tấn. Cái mức tăng là khá so với năm 2020, tăng 7 triệu tấn. Thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng là cái dự trữ gạo thế giới ấy, ở đầu năm 2021 này là rất đầy. Cái kho dự trữ đầy như vậy ấy, tính toán của tôi là đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng của thế giới trong vòng 130 ngày. Và như chúng ta biết ấy, sản lượng tăng cộng với dự trữ cao thì luôn luôn là những cái yếu tố nó gây khó cho cái xuất khẩu gạo của chúng ta cũng như bất cứ một cái quốc gia xuất khẩu gạo nào khác ở trên thế giới. Dịch COVID-19 thì vẫn diễn biến phức tạp. Liệu rằng trong năm 2021, thế giới có nhu cầu tăng mua gạo của nước ta hay không ạ? Theo cái ước tính của Tổng cục Thống kê cách đây một vài hôm, thì cái xuất khẩu gạo của chúng ta trong tháng đầu năm chỉ đạt có 280.000 tấn, giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Mức giảm này là tới sấp xỉ 30%. Về khối lượng.
Và với 154 triệu đô la kim ngạch xuất khẩu gạo ấy thì chúng ta cái mức giảm này là cũng tới 20,4%. Đây là mức giảm rất cao. Như vậy là chúng ta đã không thấy cái việc mà các cái quốc gia nhập khẩu gạo tập trung vào nhập khẩu gạo của chúng ta như những cái tháng đầu năm 2020. Tôi nghĩ rằng là những cái tháng tiếp theo đây ấy, thì tình hình cũng không có gì đột biến. Vâng, thưa quý vị, nắm bắt được những cơ hội xuất khẩu gạo từ thế giới, cơ cấu sản xuất lúa chất lượng cao của nước ta đã thay đổi theo hướng là ngày càng gia tăng. Và việc này đã đưa giá xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng lên rất nhanh trong vài năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2020. Gia tăng sản xuất gạo chất lượng cao đồng nghĩa với việc là sẽ giảm sản xuất gạo chất lượng trung bình. Thậm chí là nếu trong nước có nhu cầu sử dụng loại gạo tấm thì vẫn có thể nhập khẩu. Mới đây, các doanh nghiệp ngành lương thực Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 70.000 tấn gạo 100% tấm cho Việt Nam. Các lô hàng giao trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 với giá khoảng 310 đô la Mỹ một tấn theo phương thức giao hàng tự do FOB. Đây là lần đầu tiên gạo Ấn Độ xuất khẩu sang Việt Nam. Thông tin này đã tạo nên sự lo lắng về tình trạng liệu Việt Nam có đang thiếu gạo. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thì đây là chuyện hết sức bình thường trong xu thế hội nhập hiện nay. Hiện loại gạo tấm cấp thấp tại Ấn Độ rẻ hơn gạo cùng loại của Việt Nam rất nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ loại gạo này tại thị trường Việt Nam vẫn rất cao. Gạo 100% tấm của Ấn Độ có thể dùng để nấu cơm tấm, làm bột gạo, bánh, bún, phở. Nếu như những năm về trước, cơ cấu sản xuất lúa chất lượng cao chỉ chiếm từ 35-40%, thì đến năm 2020, con số này đã đạt từ 75-80%. Thậm chí tại nhiều địa phương, việc sử dụng giống lúa chất lượng cao đã lên đến 90%. Cũng trong năm 2020, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 32,5% tổng kim ngạch, gạo jasmine và gạo thơm chiếm 32,9%, gạo nếp chiếm 29,6%. Thưa quý vị, đều là cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng Việt Nam lại nhập khẩu gạo của Ấn Độ. Vậy việc điều chỉnh chính sách thương mại trong xuất khẩu gạo của nước ta cần phải có những lưu ý gì để có thể phù hợp với diễn biến của thị trường? Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những bình luận của chuyên gia nghiên cứu lúa gạo Nguyễn Đình Bích. Thưa ông, các chuyên gia của Thái Lan đã nhận định rằng là việc Việt Nam nhập khẩu gạo 100% tấm của Ấn Độ là một bước đi khôn ngoan. Ông có bình luận thế nào về điều này ạ? Tất nhiên thì trong cái cơ chế thị trường, khi nguồn cung nào mà giá cạnh tranh thì họ sẽ giành được cái cơ hội mà xuất khẩu ở trên thị trường thế giới, và chúng ta cũng không ngoại lệ. Cái việc mà chúng ta nhập khẩu gạo giá rất rẻ của Ấn Độ cho dù chỉ để chế biến, thậm chí làm thức ăn chăn nuôi, điều đó chứng tỏ rằng là ngay kể cả ở thị trường trong nước chúng ta cũng bị mất cái thị phần vào cái đối tượng cạnh tranh này. Đó là điều tôi nghĩ rằng là rõ ràng chúng ta phải tính tới. Và khi chúng ta bị chia sẻ cái thị phần ngay ở thị trường trong nước thì rõ ràng là khó, chúng ta gặp khó khăn về thị trường cho cái phân khúc gạo này. Gần đây thì gạo của nước ta đang có giá tốt. Ngoài chúng ta tận dụng được những cái hiệp định thương mại FTA thì còn do là chúng ta đã nâng cao được chất lượng gạo trong nước. Vậy để gạo của Việt Nam tiếp tục chinh phục được thị trường thế giới thì theo ông chúng ta cần phải làm gì ạ? Mấu chốt chính là cái sự liên kết giữa nông dân trồng lúa và các cái doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo, sản xuất ra những gạo có chất lượng bảo đảm, được khẳng định bằng cái thương hiệu. Và như chúng ta biết đấy, Anh là một cái thị trường mà nhập khẩu gạo lớn nhất ở trong khu vực châu Âu. Và nếu như cái hiệp định này chấp nhận không bị khống chế bằng hạn ngạch thì tôi nghĩ đó là cái cơ hội rất tốt để chúng ta chiếm lĩnh cái thị trường châu Âu. Còn lại cái khu vực mà cái hiệp định với lại Liên minh châu Âu thì chúng ta bị ràng buộc bởi cái hạn ngạch 80.000 tấn gạo thì cái cơ hội đó không nhiều. Cảm ơn chuyên gia Nguyễn Đình Bích đã tham gia cuộc trao đổi của VTC16 ạ.